Vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 9 năm 2021, nhằm ngày 17 tháng 8 năm Tân Sửu, tại tỉnh xá Ngọc Pháp, tọa lạc tại số 06, đường Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, môn đồ Hiếu Quyến, môn đồ Pháp Quyến, thành kính cung đón lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, chư tôn đức lãnh đạo giáo đoàn ba, trang nghiêm làm lễ cúng tiễn nhục thân cố thượng tọa Giác Nghiêm đến đài hỏa táng thành phố Nha Trang để làm lễ trà tỳ. Quan lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng đạo hiệu Giác Y, chứng minh Ban trị sự Giáo đoàn ba hệ phái Khất Sĩ, trụ trì tỉnh xá Ngọc Hải, thành phố Cam Ranh, Hòa thượng đạo hiệu Giác Phùng, Phó thường trực trị sự Giáo đoàn ba, trụ trì tỉnh xá Ngọc Tòng, thành phố Nha Trang, Thượng tọa Thích Thiện Phước, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Đại đức Thích Nguyên Đăng, Phó thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Thượng tọa Giác Hạnh, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vạn Ninh cùng chư tôn đức tăng ni trong tỉnh đã về tham dự lễ tiễn nhục thân cố thượng tọa Giác Nghiêm. Cố thượng tọa Giác Nghiêm, nguyên ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nguyên phó ban Hoằng pháp, ủy viên Ban văn hóa, ủy viên Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, trụ trì tỉnh xá Ngọc Pháp. Vì do bệnh duyên, ngài đã an nhiên viên tịch vào lúc 22 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Tân Sửu tại tỉnh xá Ngọc Pháp, số 06 đường Hồng Lĩnh, thành phố Nha Trang. Sáng nay, giữa cảnh trời thu bàng bạc, chư tôn thiền đức cùng toàn thể môn đồ pháp quyến cung kính cử hành lễ cung tống kim quang cố thượng tọa đến nơi hỏa táng, nơi kết thúc một tấm thân tứ đài giả huyễn, xác thân mòn mỏi 83 năm đã đến thời từ bỏ. Ngài đã an nhiên đặt xuống những muộn phiền thân thế, hoan hỷ xa rời trần gian để về với Phật. Chúng con hãy nghĩ lời Phật dạy, tứ ân sâu dày, dẫu người xuất gia hay Phật tử tại gia cũng mang ơn nặng. Trong đó, ơn Thầy là một trong những tứ ân cao cả. Xác thân chúng con có được đầy đủ là do cha mẹ sanh ra. Còn giới thân huệ mạng cũng là nhờ ơn của Thầy. Thầy đã dìu dắt dạy dỗ chúng con từ những bước chân non nớt chập chững bước vào đạo đến ngày hôm nay. Nào ngờ đâu, vì định luật vô thường, chúng con phải mất đi một vị ân sư khả kính đã từng chỉ dạy dìu dắt chúng con vững bước, an tâm tu học. Tưởng rằng chúng con sẽ an tâm được Thầy che chở đến lúc vững vàng,
Nhưng than ôi, vô thường vội đến. Ngài đã mãn báo thân, chúng con còn đâu? Chúng con, chư vị thiện nam, tín nữ Phật tử, tình sáng ngọc pháp, như đàn chim non mất mẹ. Chúng con trộm nghĩ, Tổ Quy Sơn đã dạy, sinh ra ta, tạo nên hình vóc là công ơn của cha mẹ. Còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết đi theo đường chánh đạo, tu nhân giải thoát, đó là công đức của tổ thầy và bổn sư. Bao năm thì hiện cõi trần, tùy duyên hóa độ thông dong mọi nhà. Từ nay vắng bóng ta bà, đạo tâm còn đó, ân ngài khó quên. Chúng con dẫu biết rằng thế gian là vô thường, vạn pháp là vô ngã, nhưng chúng con, chư thiện nam tín nữ tịnh sáng ngọc pháp, thật bùi ngùi xúc động khi ngài đã thuận thế vô thường về với cõi Phật. Tứ đại hoàn về cõi sắc không, sắc không sao vẫn thấy đau lòng, người đi đi mãi không về nữa, sư phụ từ đây vắng cửa không. Từ nỗi đau mất mát này, chúng con mới nhận rõ ra rằng ý chí và nghị lực chúng con có được hôm nay đều là do những gì mà năm xưa ngài đã truyền dạy. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân những gì mà thầy bổn sư trụ trì tình sáng ngọc pháp đã ân cần dạy dỗ chúng con trên bước đường tìm về bến giác. Chúng con, chư vị thiện nam tín nữ Phật tử, nguyện khắc cốt ghi tâm lời ngài dạy. Chúng con nhất tâm cầu nguyện cố giác linh được thượng phẩm thượng sanh. Hóa thân phát nguyện trở lại ta bà với hành nguyện độ sanh. Tiêu diêu nhẹ gót trần ai, về nơi đất Phật sống hoài thiên thu. 83 năm hiện cõi trần, 28 năm hành hạnh hóa duyên. Chúng con ước nguyện trên con đường còn lại, chúng con, chư tăng, Phật tử, tịnh sáng ngọc pháp, những vị Phật tử có hữu duyên với cố thượng tọa Giác Nghiêm, luôn luôn có sự hộ trì của thầy để chúng con vững bước. Ngữ nguyện cố Giác Linh, cố thượng tọa Giác Nghiêm Thủy Từ chứng giám. Ngữ nguyện Giác Linh, cố thượng tọa Đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn. Thượng tọa Giác Nghiêm thế danh Trần Văn Châu, sinh năm 1939 tại Thừa Thiên Huế. Vào năm 1992, ngài xuất gia tại tỉnh Sáng Ngọc Pháp với thầy bổn sư là Hòa thượng Giác Ngôn.
năm 1993, ngài thọ sa di giới tại tổ đình Nam Trung, thành phố Nha Trang. Sau 3 năm, ngài thọ tỳ kheo giới vào năm 1996. Năm 2013, Thượng tọa Giác Nghiêm được bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngài sinh năm 1939, mất ngày 20 tháng 9 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Tân Sửu, trụ thế 83 năm, hạ lạc 28 năm. Nhận thông thường đòa vào lòng.